sẽ giới thiệu ngôi nhà búp bê của mình. Đây mình sẽ giới thiệu phòng khách trước nha. Đây là mẹ tên là Barbie Land. Đây là anh hai tên là Ken. Đây là chị ba tên là Layla. Đây là chị tư tên là Elsa. Bây giờ mình sẽ giới thiệu phòng của em bé. Đây là bàn ăn của em bé. Đây là bàn để nói chuyện hay là tâm sự của em bé học bài. Đây là con của chị Tư. Con của chị Tư tên là Baby nha. Còn đây là con của chị ba tên là Elsa nha. Nhí. Còn đây hai đứa con của anh Hen. Tên là đây là chị tên là Sarah. Còn đây là Chibi. Bây giờ mình sẽ lên phòng, mình sẽ xuống phòng bếp nha. Đây là cái đồ để nấu nhà bếp đó. Bếp. Còn đây là ly uống nước. Còn đây là dĩa để đựng bánh chè đó. Còn đây là dao. Đây là đồ chảo nha. Đây là đồ nấu canh hay là hấp cái gì đó. Đây là đồ chiên bánh xèo. Còn đây là cục thịt chưa chín nha. Còn đây là một cái nắp để đậy cái chảo. Còn đây là cái nồi để nấu lẩu nè. Tiếp tắm nè. Đây là cái tủ lạnh. Mình sẽ giới thiệu. Đây là bánh kem nha. Đây là bánh su kem không có nhừ. Còn đây là con cua. Còn sống. Đây là miếng xúc xích. Còn đây là con gà. Đây là chuối. Rồi đây mấy là mấy vật dụng nè. Còn đây là gà. Đây là trứng. Giới thiệu phòng ngủ nha. Là Barbie đang ngồi mới thức dậy nha. Barbie em út trong nhà. Đây là xe của mấy em bé, em nhỏ nhất. Đây là còn đây là giường 2 tầng nha. Rồi. Đây là tủ quần áo có rất là nhiều giày luôn và rất là nhiều sách luôn. Đây là các vật dụng dùng thường ngày trong phòng. Đây là giày dép cho Barbie và Elsa. Còn đây là kẹp tóc nè, đồ để trang điểm, sách nữa. Còn đây là bóp. Đây là cặp da đi học của Barbie. Còn đây là mấy cái giải hay là hút trong chậm. Còn đây là đồ để trưng bày. Đây là sách nè, mình sẽ lấy cho các bạn coi nha. Đó, sách tự làm. Trong đây hả, trong đây mình đựng đồ khi mi bây giờ mình sẽ xuống phòng tắm nha. Đây là mấy đồ để giặt nè, áo khoác của anh Khe nè, đồ của Barbie nè, còn đồ của em sinh nè. Rồi mình bỏ lại. Đây là đồ để nước nè. Đây là bồn tắm ha. Đây mình lên tới phòng thời trang là phòng cuối cùng nha. Đây là các đồ, đồ của Barbie nè, đồ của Elsa nè, đồ của anh Ken nè. Video của mình xin hết rồi, hẹn gặp lại. Các bạn nhớ ấn like cho mình nha.